hát lại dòng đò đưa như mẹ ru hồn tôi. Điệu buồn và điệu thương sao cháy lòng đến thế. Sống làm biệt khi mô cho càng như tình quê hương trong tôi. Sống làm biệt khi mô cho càng người ơi, đục trong câu hát chạy lòng. Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em buổi trưa của ngày hôm nay. Và chúng em rất hân hạnh được ghép một bộ karaoke cho chú Thuyết ở Hải Phòng. Có ba số thoại cuối là 069. Và ngay sau khi xem livestream buổi trưa nay thì chú đã gọi điện và đặt hàng ngay một bộ karaoke ngon bổ rẻ nữa các bác nhé. Giới thiệu chi tiết cho các bác và em cái cấu hình karaoke ngày hôm nay của chú Thuyết thì gồm 3 thiết bị thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái bộ karaoke phải nói là tiêu chuẩn chất lượng, mặc dù là đơn giản nhưng mà lại cho cái chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Trước mắt các bác và anh em đây là đôi loa mang thương hiệu của Tuner Nhật Bản. Model này sử dụng là Bass 30, model CS88 các bác nhé. Cái này thì đã có căng mắt võng bằng gỗ hoàn toàn luôn. Cái này thì có thể tháo rời ra được, và khi tháo ra thì nó sẽ như thế này. Một bên đã tháo sẵn đây như này để các bác anh em cùng chiêm ngưỡng tham khảo cái thiết kế bên trong của nó. Thì thiết kế gồm rất là nhiều đường tiếng, rất là nhiều loa một thùng. Ở dưới đây lớn nhất là một Bass 30 gần mút và màng giấy có logo Pioneer ở phía giữa. Trên này là một loa trung trầm, hai loa trung cao, một loa chép giấy và một loa siêu chép. Chúng ta có thể thấy được là thiết kế 6 loa một thùng và trên một cái giao diện phẳng như này, cho nên là khi mà nó phát âm thanh thì nó sẽ phát đồng thời và làm cho âm thanh rất là chi tiết, sạch sẽ, tinh tế, và nó đầy đủ tất cả các giải từ siêu trầm tới siêu chép. Những cái Bass 30 như thế này nó thả những quả bass rất là mềm, ngọt ngào, tinh tế. Và chung sẽ hỗ trợ cho cái giải trung âm sáng, sắc nét, và hỗ trợ cho chúng ta cả cái phần khi chúng ta hát karaoke nữa các bác nhé. Một loa chép giấy và một loa chép kèn cho cái giải kép và chép những bộ nhạc cụ, những bộ gõ nó rất là lung linh, lịnh tai. Đặc biệt trong dòng này, khi mà chúng ta nghe nhạc, những bản nhạc không lời du dương trữ tình như này nó rất là ngọt ngào các bác nhé. Lát nữa còn khả năng trình diễn karaoke của nó thì rất là xuất sắc. Và chiều rộng của nó thì là 30, xin lỗi, chiều rộng là 40cm, chiều sâu là 30 và chiều cao là 64, để anh em có thể áng chừng được kích thước để chúng ta bố trí trong không gian gia đình. Và với đôi loa này, anh em có thể để trên tủ, trên kệ, trên bàn, bên cạnh TV nữa, nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp, hòa cùng với cái đồ nội thất bằng gỗ thì rất là tuyệt vời. Và cái dòng loa này thì công suất của nó từ 80W cho tới 400W và nó rất là dễ phối ghép các bác nhé. Anh em có thể ghép với âm ly, ghép với bất kỳ âm ly nội địa của Hàn Quốc hay của Nhật hay là vân vân, có những dòng âm đi bãi để nghe nhạc cũng được, hay là chúng ta có thể ghép với đẩy liền vang để hát karaoke, hoặc là ghép với đẩy rời vang rời, tùy theo các bác và anh em. Nhưng ở đây để tiết kiệm chi phí thì cho chú Thuyết thì em đã ghép một cục đẩy liền vang X7 DAC. Trong này thì nó là một trong những cục đẩy tiên tiến nhất, hiện đại nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nó tích hợp sẵn giải mã, có vang số, có chống hú, có bluetooth, có cổng quang, có đầu đọc USB, và đặc biệt nó rất là dễ sử dụng nhé. Mọi tính năng thì em đã cài đặt sẵn, và về chi tiết chỉ việc tăng giảm âm lượng của mic hay là tăng giảm âm lượng của nhạc, thế là xong. Và cái cục đẩy liền vang này giá đang là 7 triệu đồng, đôi loa giá 6 triệu 500 nghìn đồng, và chọn bộ cao kinh như vậy là 13 triệu 500 nghìn đồng. Và chưa hết các bác nhé, đây mới chính là cái phần quà dành Hoàng Long Thanh Số dành tặng các bác anh em, đó một cặp mic không dây khi chúng ta mua cả bộ cao kinh này. Cặp mic không dây này trị giá 1 triệu 800 nghìn đồng nếu như anh em mua lẻ, nhưng chúng em sẽ không tính tiền trong bộ dàn cao kinh ngày hôm nay nhé. Nếu anh em nào đang có nhu cầu giống những bộ karaoke của chú Thuyết thì vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng em gửi tặng quà tặng cho các bác và anh em kèm trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Và chưa hết, cái cục đẩy liền vang này còn có tính năng, hai tính năng và được nhà sản xuất cài đặt sẵn. Một là tính năng loudness để chúng ta nghe nhạc chuyên nghiệp, hai là tính năng karaoke chuyên nghiệp. Ví dụ như này, chúng ta thích nghe nhạc chúng ta bấm loudness on lên thì tức là đã kích hoạt loudness để chúng ta nghe những bản nhạc du dương trữ tình, bass và tép nó kích lên, nó mạnh hơn, bass nó sâu hơn, chép nổi hơn, và trung âm thì vẫn giữ nguyên để làm gì, để cho cái cảm xúc nghe nhạc chúng ta hưng phấn hơn rất nhiều, mặc dù chúng ta mở âm lượng nhỏ hoặc là nghe ban đêm, đúng không ạ, nó vẫn rất là hay. Và còn khi chúng ta tắt loudness đi thì nó sẽ tự động nó chuyển sang chế độ karaoke, và lời ca tiếng hát đúng không ạ, nó rất là ngọt ngào, tươi sáng, và nó hòa quyện cùng tiếng nhạc, nó rất là tuyệt vời. Và không phải để cho các bác và anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng quay về phần chính để test chất âm của cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay thông qua cái phần karaoke nhé các bác nhé. Một bài hát rất là quen thuộc,
xin gửi tặng các bác và anh em ạ. Bài hát được mang tên Neo Đậu Bến Quê. Em sẽ hát với chiếc mic tặng chúng ta đây.
Và vì thời gian có hạn nên em xin phép được hát một đoạn ngắn như vậy. Và dù hát không hay nhưng mong các bác và anh em tiếp tục ủng hộ. Và cũng xin thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn Chu Thuyết đã ủng hộ chúng em bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Tổng trị giá chỉ có 13.500.000 đồng thôi nhé. Và mọi nhu cầu về những bộ dàn karaoke giá rẻ như này, các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em tại 107 Phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và bọn em ship hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.